Công an Tây Ninh thành công triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia. Bắt đối tượng cầm khúc xương, nắm tóc tài xế bắt phải quỳ xin lỗi ngay giữa đường. Liên tiếp xảy ra động đất tại Con Tum, chuyên gia nói gì về nguy cơ xảy ra sóng thần. Thông báo chốt của cảnh sát giao thông trên mạng xã hội cho bạn né, người đàn ông bị phạt tiền triệu. Mới đây, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đã triệt phá một đường dây mua bán người xuyên quốc gia, hai đối tượng chủ chốt đã bị bắt giữ và một nữ nạn nhân đã được giải cứu, đưa về nước an toàn. Chuyên án bắt đầu khi vào ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện hai trường hợp nạn nhân của tội phạm mua bán người trong số người Việt Nam lao động bất hợp pháp được trả về nước tại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Các nạn nhân này là GMD từ Bình Dương và VVT từ An Giang. Sau khi khai thác thông tin từ hai nạn nhân này, lực lượng điều tra nhanh chóng xác định Phạm Thị Kim Anh, 21 tuổi, từ Đồng Nai là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán người. Kim Anh cùng đồng bọn đã sử dụng các tài khoản Facebook và Telegram để tuyển dụng lao động Việt Nam sang Campuchia với lời hứa về mức lương hấp dẫn từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ một tháng. Tuy nhiên, sau khi các nạn nhân đến Campuchia, họ bị bán cho các công ty cờ bạc và lừa đảo với giá từ 100 đến 500 đô la Mỹ mỗi người. Các công ty này đã trực tiếp cưỡng bức lao động, tra tấn và nhục hình, buộc những người không chịu nổi phải gọi về gia đình để yêu cầu tiền chuộc mạng. Ngày 11 tháng 7, với các chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã xác định Phạm Thị Kim Anh có dấu hiệu tội phạm mua bán người và ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ Kim Anh để điều tra, đồng thời nhận thấy còn nhiều nạn nhân khác đang bị giam giữ ở Campuchia ban chuyên án đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại Campuchia để truy xét và tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Vào ngày 21 tháng 7, qua theo dõi, lực lượng chức năng xác định một nữ nạn nhân 16 tuổi, HTML từ Bình Dương, đang bị cưỡng bức lao động tại thành phố Ba tỉnh Rieng, Campuchia. Ngày 24 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng hiến binh và Công an tỉnh Rieng. Campuchia để giải cứu thành công nạn nhân và đưa về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sau khi HTML về nước, cô cho biết hiện còn nhiều cô gái trẻ dưới 17 tuổi còn bị giam giữ. Hầu hết các cô gái trẻ đều bị các tên quản lý cưỡng bức và xâm hại tình dục, nhưng không ai dám phản kháng, lên tiếng vì sợ bị tra tấn, nhục hình. Dựa trên lời khai của HTML, ban chuyên án tiếp tục điều tra và phát hiện đới thị Yến Linh, 17 tuổi, từ Bình Dương là người đã lừa gạt và đưa ML sang Campuchia để bán cho công ty cờ bạc. Đới Thị Yến Linh được xác định là kẻ chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ dưới 17 tuổi sang Campuchia để bán lại cho các casino và công ty trá hình. Để ngăn chặn thêm nhiều cô gái trẻ xa vào cái bẫy này, ban chuyên án đã yêu cầu lực lượng chức năng Campuchia hỗ trợ bắt giữ Linh. Vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 7, các lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ đới thị Yến Linh và bàn giao cho ban chuyên án ngay trong đêm qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Tại cơ quan điều tra, đới thị Yến Linh thừa nhận Linh và ML là bạn học thuở nhỏ. Từ khi qua Campuchia vào tháng 4 năm 2024, Linh lên mạng làm quen và dụ dỗ được vài nữ sinh qua biên giới, nhưng chỉ có ML tin tưởng và nghe theo và sập bẫy của mình. Từ kết quả điều tra, ngày 27 tháng 7, ban chuyên án trao đổi và thống nhất với viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu bắt giữ đối thị Yến Linh. Đến 30 tháng 7, sau khi hoàn tất hồ sơ, ban chuyên án ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời bàn giao đối thị Yến Linh cho cơ quan điều tra công an Tây Ninh tiếp tục thụ lý. Mới đây, công an tỉnh Bình Dương đã công bố thông tin chi tiết về vụ đối tượng chặn đầu xe, đập ô tô, cầm khúc xương dọa đánh khiến tài xế phải quy xin lỗi. Đối tượng bị tạm giữ trong vụ việc này là Trần Tấn Phong, sinh năm 1978, cư trú tại khu 3, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, Trần Tấn Phong điều khiển xe ô tô biển số 61A 90178 đi trên đường Nguyễn Chí Thanh và rẽ trái vào đường Lê Chí Dân thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Cho rằng anh PTS, sinh năm 1997, điều khiển xe ô tô biển số 61A 723XX cản trở phong qua đường nên phong tăng ga đuổi theo, nhiều lần chạy vượt lên phía trước đầu xe của anh PTS. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi phong dừng lại nhặt một khúc xương bò Dài khoảng 30cm từ vỉa hè và tiếp cận xe của anh S, Phong đã dùng khúc xương bò này để đập vỡ cửa kính xe ô tô của anh S. Khi anh S bước ra khỏi xe để đối phó, Phong đã nắm tóc anh và dùng khúc xương bò để đe dọa. Có ý định hành hung, người dân xung quanh đã nhanh chóng can thiệp và ngăn cản hành vi của Phong. Nhưng anh này vẫn không từ bỏ ý định cho đến khi buộc phải bỏ đi. Ngoài việc đập vỡ kính xe, Phong còn ép buộc anh S phải quỳ xuống và chắp tay xin lỗi. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra và xác định hành vi của Trần Tấn Phong có dấu hiệu phạm tội gây dối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác. Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành thu thập thêm tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều ngày 11 tháng 8, trên mạng xã hội xôn xao clip, một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường ở Bình Dương thì bị người đàn ông chặn lại rồi đập vỡ kính. Người này liên tục nói, mày biết tao là ai không? Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Đáng chú ý, nguồn tin cho biết Trần Tấn Phong làm nghề kinh doanh bất động sản tại Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương cam kết sẽ xử lý vụ việc một cách công minh và nghiêm khắc để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mới đây, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu đã phát đi liên tiếp các thông báo động đất ở huyện Con Bờ Lông, tỉnh Con Tum. Mới đây nhất, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Long Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, ngày 11 tháng 8 tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum đã tiếp tục xảy ra thêm một trận động đất mạnh 2,9 độ Richter. Tuy nhiên, cấp độ của trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Cụ thể, trận động đất xảy ra tại huyện Complong, Con Plong, tỉnh Kon Tum vào lúc 10 giờ 6 phút 2 giây ngày 11 tháng 8 tại tọa độ 14,903 độ Vĩ Bắc, 108,271 độ Kinh Đông, có độ sâu chấn tiêu khoảng 6,3 km. Qua quan trắc nguyên nhân của hiện tượng trên liên quan đến động đất kích thích do hồ chứa, việc phát sinh động đất kích thích hồ chứa phụ thuộc vào hoạt động địa chất kiến tạo, thể tích hồ chứa, độ cao, tốc độ và tần suất tích nước. Như vậy, trong những ngày qua, đã có 100 trận động đất đã xảy ra ở Việt Nam, trong đó có 99 trận xảy ra tại huyện Con Plông, tỉnh Con Tum và một trận xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Dự báo động đất kích thích tại Con Tum khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ Richter và sẽ kéo dài trong nhiều năm, có thể là 10 năm sau đó mới ổn định trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu cho rằng việt nam ít có nguy cơ hứng chịu sóng thần nhưng cũng nên đề cao cảnh giác trước các diễn biến khó lường của các hoạt động địa chất theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng phương nguyên phó giám đốc trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu từng đánh giá việt nam nằm ở khu vực thái bình dương là nơi có hiểm họa về sóng thần đã được đánh giá là cao nhất trên thế giới tuy nhiên do đặc thù các vùng bờ biển ở việt nam được bao bọc bởi rất nhiều các quốc gia xung quanh như trung quốc ở phía bắc philippines ở phía đông thái lan ở phía tây và indonesia malaysia ở phía nam vì thế các trận động đất gây sóng thần ở thái bình dương đều không ảnh hưởng đến việt nam theo nghiên cứu từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu từng đánh giá, cho tới nay chưa có những bằng chứng thuyết phục để khẳng định sóng thần đã ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam. Tuy nhiên, theo các kết quả nghiên cứu đã được thực hiện tại Viện Vật lý Địa cầu, các vùng nguồn động đất ở khu vực Biển Đông và Lân Cận có thể gây nên sóng thần ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam bao gồm Ryukyu, Đài Loan, Trung Quốc, Đới Hút Chìm, Manila, Biển Sulu, Biển Celebes, vùng biển Banda, Bắc Biển Đông, Palawan và Tây Biển Đông. Trong đó, đới hút chìm Manila hay còn gọi là mãng nước sâu Manila được cho là có nguy cơ cao nhất. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Đình Triều, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, việc nghiên cứu sóng thần ở nước ta chưa được chú ý nhiều. Lần đầu tiên được khảo sát đánh giá, sóng thần đã được tiến hành cho vùng bờ biển Nghệ An Hà Tĩnh, phục vụ cho việc xây dựng khu găng thép Thạch Khê năm 2007. Nghiên cứu này đã đưa ra các kết luận cho rằng vùng bờ biển Thạch Khê có khả năng từng xảy ra sóng thần cao tới 3 mét. Nguyên nhân không phải là do động đất mà có thể là có nguồn gốc khí tượng. Động đất phát sinh ở các đứt gãy trên vùng thềm lục địa có thể gây sóng thần cao không quá 2 mét ở vùng bờ biển này. Tuy nhiên, những người nghiên cứu chưa chú ý đến các nguồn sóng thần trong vùng biển Đông. Đặc biệt, nguy hiểm sóng thần lớn nhất đạt độ cao trên 10 mét tại vùng biển Quảng Ninh và Vinh nếu xuất hiện kịch bản động đất tại Tây Hải Nam Trung Quốc với chấn cấp 7,5 độ Richter. Tuy vậy, cực đại động đất của các đối phát sinh động đất mạnh trong phạm vi Biển Đông cần được nghiên cứu chi tiết hơn. Mới đây, Công an huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đã thông báo về việc phát hiện và xử phạt một cá nhân có hành vi báo chốt giao thông trên mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 8, Công an huyện Đạ Tẻ phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải công khai thông tin về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định tài khoản này thuộc về ông NV 45 tuổi, cư trú tại thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ. Ông NV đã thừa nhận hành vi của mình cho biết, mục đích của việc đăng tải thông tin là để thông báo cho bạn bè và người theo dõi biết vị trí của các chốt tuần tra, từ đó tránh được sự kiểm tra và xử lý của lực lượng chức năng. Ông NV bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng theo quy định về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích. Công an huyện Đạ Tẻ còn yêu cầu ông V viết cam kết không tái phạm trong tương lai. Đây là một biện pháp nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông của lực lượng chức năng và ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự trong tương lai. Ngày 11 tháng 8 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa rông diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 45 mm, một số khu vực mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70 đến trên 100 mm, có nơi trên 150 mm mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại một số địa phương. Mưa lớn làm tốc mái, sạt lở 6 nhà ở của người dân tại huyện Hòa An, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, hơn 30 hecta lúa hoa màu bị ngập nước. Mưa lớn gây ngập lụt làm chết khoảng 750 con gà tại thị trấn Trà Lĩnh, xã Cao Trương, huyện Trùng Khánh. Các quốc lộ 4A đoạn đi qua xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, quốc lộ 3 đoạn qua xã Bạch Đằng, đường tỉnh 216 và đường giao thông nông thôn, một công trình thủy lợi bị sạt lở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh, Lã Phi Trường cho biết, mưa to xối xả, lượng nước dồn về lớn, mực nước trên dòng suối trong thị trấn dâng cao làm ngập lụt nhà dân, sinh hoạt, sản xuất của người dân bị đảo lộn, ảnh hưởng. Nước suối dâng cao, dòng chảy xối mạnh vào hai bên bờ suối làm sạt lở một số điểm ở Ta Luy Âm, Ta Luy Dương các tuyến đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ngoạ mặt đường giao thông cần được sớm xử lý. Tại khu vực di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, nước dâng cao cũng gây ngập một số điểm trong khu di tích. Nước đục và chảy mạnh nên ban quản lý di tích đang khuyến cáo du khách cân nhắc kỹ khi quyết định ghé thăm. Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Lĩnh đã kiểm tra, giả soát thống kê thiệt hại báo cáo cấp trên, đồng thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất sau ngập lụt những cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ ở ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công, ngập úng ở vùng trũng, thấp đang được cơ quan chức năng đưa ra. Vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày 12 tháng 8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km 128 600, cầu Ngòi Gùa trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Tai nạn xảy ra giữa ba ô tô tải khiến một người tử vong và một người bị thương. Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, xe ô tô tải mang biển số 24C060.13 do ông Lê Thanh Hải, sinh năm 1968, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai điều khiển, di chuyển theo hướng Lào Cai Hà Nội va chạm với xe ô tô tải biển số 88C247.15 do anh Lê Tuấn Anh, sinh năm 1993, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển, di chuyển theo hướng ngược lại đồng thời va phải xe ô tô tải pick-up biển số 29C 878.45 do anh Đặng Văn Quang, sinh năm 1981, trú tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình điều khiển, chở theo chị Vũ Thị Liên, sinh năm 1985, trú tại Nghĩa Hương, Nam Định. Vụ tai nạn đã khiến anh Lê Tuấn Anh tử vong tại hiện trường. Một người trên xe ô tô bán tải bị thương nghiêm trọng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tất cả ba xe ô tô đều bị hư hỏng nặng. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng bao gồm đội vận hành 2, trung tâm điều hành đường cao tốc nội bài Lào Cai và đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 cùng với phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và thực hiện công tác cứu hộ. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã thông được một làn xe, giúp các phương tiện di chuyển chậm. Tuy nhiên, một làn xe còn lại vẫn bị ùn tắc khoảng 3 km. Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời công tác cứu hộ và điều tra sự việc đang được thực hiện theo quy định của pháp luật. Mới đây, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với Trịnh Văn Quyết và 50 bị cáo trong vụ án lừa đảo và thao túng thị trường chứng khoán. Theo bản án, Trịnh Văn Quyết và các bị cáo liên quan phải bồi thường giá trị vốn khống cho các bị hại và người liên quan, Cụ thể, mức bồi thường được xác định là 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu bán cho bị hại và 5.466 đồng cho mỗi cổ phiếu người liên quan nắm giữ, vụ án liên quan đến hơn 25.000 bị hại và hơn 60.000 người liên quan. Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, nhiều bị hại và người liên quan thắc mắc về thủ tục và thời điểm để nhận tiền bồi thường. Theo luật sư Đỗ Ánh Tuyết từ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, bị hại và người liên quan cần thực hiện các bước yêu cầu thi hành án theo quy định của luật thi hành án dân sự. Họ phải gửi đơn yêu cầu thi hành án kèm theo hồ sơ đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị thi hành án, bản án có hiệu lực pháp luật, bản sao căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác, bản sao giấy tờ thể hiện quyền sở hữu chứng khoán và văn bản ủy quyền nếu người nhận tiền ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục. Thời điểm để gửi đơn yêu cầu thi hành án là sau khi bản án có hiệu lực. Theo quy định, thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày và thời hạn kháng nghị là 30 ngày kể từ ngày tuyên án. Nếu không có kháng cáo hoặc kháng nghị, bị hại và người liên quan có quyền yêu cầu thi hành án để nhận tiền bồi thường sau 30 ngày kể từ ngày tuyên án. Thời hiệu yêu cầu thi hành án là 5 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật với những bị hại đã qua đời, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, vợ, chồng, cha mẹ, con cái, sẽ phải thực hiện khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng để nhận tiền bồi thường. Sau khi khai nhận di sản thừa kế, họ cần gửi đơn yêu cầu thi hành án cùng hồ sơ tới Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội để được giải quyết. Ngoài ra, những nhà đầu tư và người liên quan chưa có đơn yêu cầu bồi thường được giành quyền khởi kiện dân sự bằng vụ án dân sự khác, Họ có thể nộp đơn tại tòa án nhân dân cấp quận, nơi các bị đơn làm việc, cụ thể là tòa án nhân dân, nơi công ty cổ phần tập đoàn FLC đặt trụ sở. Các bước và quy trình này giúp bị hại và người liên quan thực hiện quyền lợi hợp pháp của mình và đảm bảo nhận được tiền bồi thường theo quyết định của tòa án. Mới đây, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Phạm Thị Tuyết Trinh, sinh năm 1988, thường trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, Nam Định, và Vi Văn Nhập, sinh năm 1983, trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, về hành vi mua bán người sang các đặc khu kinh tế tại khu vực Tam Giác Vàng, biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar. Trước đó, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện Vi Văn Nhập liên tục tìm kiếm người để đưa sang nước ngoài làm việc trái phép. Qua điều tra, Công an xác định Nhập là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán người do Phạm Thị Tuyết Trinh cầm đầu. Trinh trong thời gian sinh sống ở nước ngoài đã làm quen với các chủ đặc khu kinh tế có nhu cầu tuyển lao động cho các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Trinh móc nối với các đối tượng trong nước để dụ dỗ người dân rồi bán họ vào các đặc khu kinh tế nơi họ bị ép buộc lao động. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân. Người này đã trốn khỏi đặc khu kinh tế và phải dùng bè xốp bơi hơn 8 ngày dọc sông Mê Công để về Việt Nam nạn nhân được người Việt Nam làm ăn ở Lào giúp đỡ trước khi trình báo với cơ quan chức năng. Ngày 7 tháng 8 năm 2024, Công an phát hiện Phạm Thị Tuyết Trinh vừa trở về nước qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ngay lập tức, một tổ công tác từ Nghệ An đã di chuyển ra Lào Cai để theo dõi và bắt giữ Trinh. Ngày 8 tháng 8 năm 2024, khi Trinh vừa nhập cảnh vào huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, cô bị bắt giữ. Cùng lúc, Vi Văn Nhập cũng bị bắt giữ tại huyện Quỳ Châu. Tại cơ quan điều tra, cả Trinh và Nhập đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan khác và giải cứu thêm nạn nhân. Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm mua bán người. Từ đầu năm 2024 đến nay, các đơn vị Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 13 vụ, 25 đối tượng và phối hợp với các lực lượng giải cứu thành công 30 nạn nhân. Ngày 12 tháng 8, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Trung Đức 30 tuổi, trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đức Nguyên là nhân viên tín dụng tại một ngân hàng có chi nhánh ở thành phố Huế, đã bị bắt tạm giam sau khi bị cáo buộc lừa đảo số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Theo thông tin điều tra, Đức đã mượn tiền của bạn bè và người thân, giả vờ rằng số tiền này cần để đáo hạn các khoản vay ngân hàng. Thực chất, Đức sử dụng số tiền này để đầu tư vào vàng và tiền điện tử Bitcoin trên sàn giao dịch điện tử XNES. Do không đủ khả năng thanh toán nợ, Đức đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mượn được. Đáng lưu ý, sàn XNES mà Đức đầu tư không được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động và các tổ chức không được cấp phép không được phép cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối tại Việt Nam. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác và thận trọng khi đầu tư vào các sàn giao dịch không được chứng nhận hoặc không có giấy phép hoạt động hợp pháp hiện tại vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết và động cơ của hành vi lừa đảo của Lê Trung Đức. Mới đây cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 8 tại km 111 600 quốc lộ 29 thuộc bờ đập thủy điện Krông Hà Năng, danh giới giữa Đắk Lắk và Phú Yên. Vụ tai nạn đã khiến một học sinh lớp 11 tử vong và một người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 11 tháng 8, nhiều em học sinh và thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực bờ đập Thủy Điện Rông Hờ Năng để chạy xe máy. Trong số đó, xe máy mang biển kiểm soát 78M1-211.38 do em Cờ So IL, học sinh lớp 11, trú tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên điều khiển, di chuyển theo hướng Đắk Lắc, Phú Yên. Khi đến km 111 600 quốc lộ 29, cũng là bờ đập thủy điện thuộc điện phận xã Cư Prao, huyện Mờ Đắc, xe của em Kaso IL đã tông trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 78M1. 194.61 do anh Hờ Vinh IT, 18 tuổi, trú tại xã E3, huyện Sông Hình, điều khiển, di chuyển theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh đã khiến xe máy phát lửa em Cờ so il tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh hờ vinh it bị thương và đang điều trị tại trung tâm y tế huyện sông hình. Sau vụ tai nạn, gia đình nạn nhân đã tiến hành khâm liệm mà không thông báo ngay cho cơ quan chức năng. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, thông qua công tác nắm tình hình, công an huyện mờ đắk đã nắm được thông tin nên tổ chức khám nghiệm hiện trường, vận động gia đình để khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc trước đó một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hàng chục thanh thiếu niên tụ tập tại bờ đập lúc này có hai xe máy do hai thanh thiếu niên nói trên điều khiển chạy với tốc độ cao đã tông trực diện vào nhau dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng